mình phải tìm cái phương hướng để mà giải giải thoát cho tụi nó chứ. Bây giờ kiểu này con nói thật với chú, kéo dài hoài tụi nó cuộc đời tụi nó về đâu chú? Thấy đó là được đó anh ba, Anh muốn thì chú muốn thì con dắt chú vô trong cái trung tâm dưỡng lão, còn riêng năm đứa này con gửi vô trung tâm giáo dục nơi người ta nuôi dạy đàng hoàng. Alo, chào cả nhà. Thì Sang hiện tại bây giờ đang có mặt ở tại Chi Tôn. Thì theo những cái mạnh thường quân đã gửi tiền cho năm đứa trẻ mồ côi mà cha mẹ chết hết, để lại năm đứa anh em sống với lại ông bà nội. Thì nghe đâu bây giờ hiện tại giờ ông bà nội cũng chết, bà nội cũng mất rồi, thì còn năm đứa trẻ thì cuộc sống hàng ngày mà đi bán vé số. Thì năm đứa này cách đây vài tháng Sang có về đây tìm hiểu và để mà xin đưa cho năm đứa đi xin vô trong cái trường để mà ta nuôi dạy cho ăn học, vì câu chuyện của năm cháu bé này rất là dài, cho nên hoàn cảnh cũng rất là khổ. Thì con đường học vấn thì bỏ học để mà đi bán vé số mưu sinh. Năm cháu thì còn rất quá nhỏ, cho nên hôm nay cũng cận Tết rồi, Sang nhín chút xíu về đây để mà gửi cái số tiền của mạnh thường quân trao, để mà Sang nói chung là không có trao cho mấy đứa nhỏ tiền này, chỉ dắt cháu đi ra ngoài chợ mua sắm quần áo có đồ để mà ăn Tết. Rồi sợ cháu còn nhỏ trao tiền đó là cũng không có giữ được, cho nên nay giờ Sang chạy về đây thì nghe mấy đứa em gì qua rồi báo luôn, báo là 2 tháng nay là không thấy năm đứa trẻ ở đâu sau khi bà nội nó mất. Giờ đây là con đường đi vô trong nhà của năm đứa trẻ này đó. Thì khi mà Sang tìm hiểu tới nhà là lúc đó là mẹ mất được năm, cha mới mất được có 1 tháng, năm anh em còn nheo nhóc còn nhỏ xíu rất là tội hoàn cảnh này. Mà kỳ đó thì Sang đã xin bà nội để mà làm thủ tục giấy tờ có quỹ ban đồ này kia để đưa năm đứa cháu đi lên trên Sài Gòn để gửi vô cái trường học, nhưng mà rốt cuộc thì bà nội thì không cho đi, vì năm đứa cháu thì mỗi ngày đi bán vé số để làm cái nguồn thu nhập để cho nuôi ông bà nội cũng như là dì Út. Hai chồng dì Út thì lại có đứa con, thì ngày ngỏng người làm cũng bấp bênh, đi làm thuê làm mướn, là bữa làm bữa có bữa không. Cho nên nếu mà cái trường hợp này mà không giải quyết giúp cho năm cháu để đi học thì tương lai của mấy đứa nhỏ không biết sau này lớn lên làm cái gì. Đây đúng là đường này quẹo vô nè. Ủa bữa nay sao vào trên trên đường trên đi đường trên. Bây giờ mời cả nhà cũng như quý vị khán giả cùng Sang vô tìm hiểu cái câu chuyện của năm đứa trẻ này như thế nào. Thì trước đây Sang cũng đã quay cái trường hợp này về đây cũng gần 2 tháng trời, theo dõi các cháu đi sinh hoạt buôn bán với số hàng ngày mưu sinh, ăn cũng có để mà ăn. Đây quậy vô chắc nó nhìn thấy cái xe mình quá gì qua, nó nhớ cái xe mình á. Con ăn con mí bé mí nhí mí 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 tên mí mí à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng mình đi xuống nha. Sẵn quý vị mới thấy cái bàn nhậu 3 người, cái người bệnh gan lúc trước Sang với dì qua vô giúp, nay hết bệnh rồi, hết bệnh gan thì quay qua ngồi nhậu tiếp. Bởi vậy hỏi sao mà không khổ hoài.
À, nhà là nhà của năm đứa trẻ mồ côi đây nha quý vị. Bệnh nào cơ? Trời ơi. Ông hả? Sao hôm nay ốm dữ vậy mấy? Con nhớ ai không? Con nhớ ai không? Hả? Nhớ hả? Nhớ, con đâu nói tên nó coi ai. Con nhớ ai à? À. Chú gì? Hả? Chú tên gì? Chú hả? Hả? Biết chú. Con biết chú hả? Mà con nhớ không? Hả? Đại biểu. Con nhớ không? Nhớ ai không? Hả? Hả? Nhớ ai không? Qua đây. Con nhớ không? Nhớ ai không? Chú Sang dắt tụi con đi chợ đó. Tụi con nhớ không? Ồ. Hôm nay sao con đen thui tù lùi vậy? Con nói lớn rồi anh coi. Nay con bệnh hả? Hả? Con đem nó đi kiểm tra cái bệnh chưa? Chưa. Dạ chú Biểu. Nhớ chú không? Sao bữa nay chú về má mấy đứa ốm nheo ốm nhách vậy mà đen quá trời luôn hả? Lúc nào trắng mà không đen. Sáng giờ bán được mấy trăm tệ số rồi. Cho nghỉ bán rồi. Nghỉ bán luôn hả? Ta nghỉ cho lấy thiếu rồi, gần Tết tao không cho mình lấy thiếu. Lý do làm sao lấy thiếu? Dạ. Bán nhưng mà hết vốn hoài. Hết vốn hoài đâu có được, mẹ bệnh mẹ mất luôn á. Ủa mẹ mới mất hả? Dạ, mẹ tới mẹ lo bệnh cho. Bà nội đâu? Mẹ mất luôn. Bà nội chết rồi. Bà nội chết rồi hả? Con nhớ bà nội không? Nhớ. Rồi Vĩnh với Phú đâu? Thằng Vĩnh nó đi mất tiêu luôn rồi đó, Phú đó. À, Phú đây rồi. Lên ngủ rồi à? Lên ngủ hả? Dạ. Vĩnh đi đâu mà đi mất tiêu? Nó đi chơi hoài á, tối ngày á, nó không có chịu ở nhà. Vậy hả? Dạ. Rồi lúc này không có đi bán buôn gì luôn hả? Gần Tết nó không có cho lấy thiếu nữa, nó chịu nó không có cho. Rồi, ơi, con ăn cơm chưa? Tiền mặt không có thôi. Dạ. Con ăn rồi hả? Con bệnh làm sao mà cạo gió bầm mình nữa hết trơn vậy? Út nhăn cạo gió. Hả? Út nhăn cạo gió. Út nhăn cạo gió hả? Dạ. Bên đây nhớ giờ. Phú con ăn gì chưa? Dạ ăn rồi. Con ăn rồi hả? Chưa ăn cơm với gì con? Ăn cơm kho quẹt. Ăn cơm kho quẹt. Ừ. Đứng lên đi vô trong nhà nữa bán sàn coi. Con bán cái gì? Một miếng thịt với cái gì? Ừ. Cái gì đó biết là cái gì? Cái trọng gì? Cái trọng gì mình xạo đâu bé à? Trời ơi. Ừ. Nhớ ai không? Nhớ. Ê. Anh này có gì? Sang. Chú Sang phải không? Chú Sang, ấp Bù Sang. Ờ. À. Mở đèn lên thôi. Dạ. Trời ơi. Sao hả? Mấy tháng rồi về đó ốm nheo ốm nhách bệnh hoạn chân luôn. Đâu con cả. Hả? Đồ của con. Đồ của con đó hả? Dạ. Đó nãy hả? Phú ơi. Mày ơi. Phú ơi Phú. Dạ. Ở bác Sang biểu nè. Ở đây. Này còn lắm nhèm nhắc đèn thùi luôn. Bữa bác Sang nói rồi còn đi bán cái số còn nó lấy cái tay áo tay dài. Rồi bữa nay con nấu cơm ngoan cái gì? Ăn với khô quẹt, rút dân mấy thịt vậy. Hả? Con nói lớn bắt sang nè. Rút dân mấy con thịt. Ăn khô quẹt á hả? Dạ, rút dân mấy con thịt vậy. Đâu ăn cái gì đâu, đâu vô đó chỉ bác Sang coi coi. Cái nồi cơm điện trước bác Sang mua nè đúng không? Dạ. Rồi bếp ga. Này. Nè đi làm về mới mua đồ cái chát rồi về ăn luôn. À. Rồi ăn khô quẹt á hả? Bữa nay ai nấu, con nấu hay ai nấu? Ừ. Bữa nay con nấu hả? Đó. Con nhiêu tuổi, con nói mọi người nghe con nhiêu tuổi? Dạ 12. Con 12 tuổi hả? Dạ. 12 tuổi mà nào giờ á, cơm nước ở nhà chén bát là lo cho mấy đứa em. Mình nấu với lại cho anh rồi mấy anh em rồi ăn. Rồi lo giữ chén luôn. Có mình Phú rồi nó nấu cơm nấu nước. Tội nghiệp ghê hết sức vậy đó. Út Dân làm tiếp nữa. Với Út Dân nữa hả? Dạ. Rồi Út Dân lúc này có đi làm gì không? Đi làm cho tao mới về cái chát luôn. Em đi làm nữa, hôm nay làm xin qua đâu làm rồi? Dạ. Hôm nay làm xin làm đâu? Rửa chén ngoài này nè. Có ngoài quán ngoài hả? Dạ. Rồi chồng em nay nó làm cái gì? Nó ảnh không có được
được làm gì hết trơn, cái xương vai của anh bị gãy ngang vậy, nó còn hở vậy thôi, thằng không có cho làm nặng. Sao không đi bó thuốc đi? Bó thuốc đó mà bó không cũng phải đi kiếm cái gì để làm để kiếm sống chứ. Rồi còn hai đứa con em nữa. Hai đứa con nhà bên nội nuôi vậy. Rồi giờ năm đứa nhỏ này, hai đứa con em nữa là bảy đứa. Chứ ít đâu. Ra đây phố con. Này ông nghe ông nhắc luôn đi nghe, mấy đứa. Nói mửa mấy ngày nay luôn á, không biết vụ gì mà ói mửa hoài luôn á. Đây nè quý vị. À. Thì đây chỗ mẹ của năm đứa nhỏ nè. Rồi thì mất được năm tính nay, nay năm mấy tháng rồi. Bữa anh về tới nay mấy tháng rồi. Cha thì cũng mới mất được có mấy tháng à. Rồi giờ bà nội mới mất nữa. Bà nội để đâu rồi? Đó. Cầm cái giỏ cho bố, bố đốt mấy cái nhang con. Linh ơi, Phú với mấy đứa này vô đây chung bác Sang đốt nhang nè. Rồi xong bán sang chở ra chợ đi mua đồ Tết nè. Mấy cây chú? Trộn cây thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Đi vô đây đốt nhang với bác Sang nè. 6 cây. Cho em xin 6 cây chú. Dạ. Chị Hoa ơi, đốt không chị Hoa? Cho anh đốt đi. Dạ. Bác Sang dặn rồi, tụi con gái đi ra ngoài đường á để ý sợ tao bắt cóc. Đó thứ hai nữa bây giờ đó, mà đi ra phải quét mặc áo tao dài vô, hôm nay nó đen thui tù lùi luôn. Hôm kia đó bác Sang về á còn trắng một chút, nay quá đen luôn rồi. Con lên mạng con thấy chú Sang trên mạng luôn cứu mấy cái con em bé nữa. Ừ. Chở đi, tính chở đi lên bệnh viện gì đó, à. Quá trời nó giật kìa. Đây nè. Đốt nhang cũng mong anh chị phù hộ độ cho mấy đứa con của anh chị cũng như là phù hộ độ cho tôi để tìm cách để giúp năm đứa con của anh chị để có cuộc sống nó bớt khổ, chứ bây giờ tình trạng kiểu này là nó mới tới chừng nào tụi nó mới vượt được cái khổ. Em Vĩnh vô đây Linh vô đây con Phú mấy đứa nè. Cầm nhang đốt cầu nguyện cầu xin cha mẹ ông bà tổ tiên Phật trời giúp cho tụi con vượt qua cái nỗi khổ nha. Rồi trong cái dịp Tết này á, tụi con được an lành. Đi vô đây con cầu nguyện ba mẹ con đi nè con. Vĩnh nó đâu có chợ, không biết đường kiếm nó. Sớm bây giờ kiếm nó vòng vòng. Nhà đổi ai đâu, vòng 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 chỗ nào hỏi cô có Vĩnh nó có sang lên. Kiếm nó về đó. Không biết đường kiếm nó chồng em ơi, chồng em mãi nó kiếm nó được không? Rồi xong mấy bốn đứa ra đây bác Sang nói chuyện. Ngồi đây đây. Ngồi đất cái bác Sang ngồi đất luôn cho. Khỏi lấy ghế. Ngồi đây đi. Mấy anh em ngồi đây.
đây nè, bệnh đó mà đen thui nè, đó bác Sang nói hoài đó, không chịu nghe bác Sang nè, đen bệnh cạo gió bầm mình hết trơn luôn rồi, hết trơn á. Con tên Mí đúng không? Dạ. Con là tên Mí mà bác Sang nhớ mà cứ nói hồ nhí hoài à. Bây giờ nè, Linh này cũng ốm nheo nhách luôn rồi đó, đứa nào cũng ốm hết trơn luôn á. Bây giờ lần Tết rồi tụi con tính như sao? Con nói lớn cho bác Sang nghe đây Phúc. Con á, nay con còn ăn chay không? Con nghỉ ăn chay lâu rồi hả? Con té xe hay sao mà đầu gối chạy hết rồi? Té xe đạp đó hả? Hai xe đạp bác Sang đem về đây cho con đâu? Hai xe đạp đâu? Hả? Tại sao gỡ người ta? Mượn, xe đạp bác Sang anh em về đây để cho hai anh em con đạp mà. Dạ. Thì con cũng đi đâu thì con lại nhà đó con lấy đó. Là gì con phải. Bữa nay bác Sang á, nhớ tụi con á, Tết cũng á, bây giờ bác Sang á, hỏi tụi con lần cuối. Con nhớ mẹ không? Cố. Nhớ nhiều không? Nhớ cha con không? Nhớ. Bữa nay bác Sang về đây con có điều gì muốn nói với bác Sang không? Ừ. Con nói lớn bác Sang nghe. Không. Con có ước muốn ước nguyện gì không? Hồi nãy con đốt nha, con ước nguyện gì với mẹ? Ước nguyện cho ông nội sống với mấy anh em con tới già. Ước nguyện cho ông nội sống với mấy anh em con tới già hả? Con có ước nguyện gì nữa không con? Con nói lớn bác Sang nghe. Cho hai đứa em đi học gần trên đây nè. Muốn cho hai đứa em con đi học hả? Dạ. Còn chuyện con có muốn đi học không? Con biết chữ rồi. Còn chuyện con có muốn đi học không? Con biết chữ rồi. Con chỉ có nguyện như đó là hả? Dạ. Đừng lên con có nguyện gì không con? Nó lớn lên con có hả? Hai đứa em con nó còn nhỏ mà nó chưa được đi học hành gì vậy nữa, mà tú em con thì cho nó vô học được mẫu giáo lớp 1 thì cũng được rồi. Con cảm thấy thì em con qua năm sau chắc cho nó vô học được mẫu giáo chú Sang mấy hả? Dạ cảm thấy rồi tú hả? Con nói lớn nó Sang nghe. Ôm kỳ á, cô vừa qua gặp con đi bán số ngoài kia, cô vừa qua hỏi kỹ cho con mấy lần. À. Bây giờ con nói lại cho bác Sang nghe coi, bây giờ con ước nguyện như thế nào? Nãy mới đốt nhang ước nguyện với ba mẹ con sao? Con nói bác Sang nghe. Ừ. Giờ bác Sang hỏi nè. Năm anh em tụi con có muốn đi học không? Muốn học ở đây đúng không? Hôm kỳ đó nói chú ở làm cái giấy tờ cái xin cái đơn cứu xét ở ủy ban xã này chú làm chưa? Làm rồi, làm mấy khai sinh mấy đứa này đem xuống xã mà tháng lĩnh lương. Bây giờ Út nè lấy mấy giấy tờ nào hôm bữa mà anh kêu hướng dẫn làm ba giấy tờ thủ tục á, đem ra đây anh coi là coi. Không có làm gì trơn á. Tại sao mà tự nó mấy tháng rồi mà không làm cho mấy đứa tụi nó để còn sinh sang năm sinh nó vô nó đi học. Chứ bây giờ để kiểu này hoài á, cuộc đời tụi nó như thế nào? Có làm giấy nhỏ này chưa, có giấy khai sinh, chỉ có làm giấy khai sinh rồi thôi. Chứ bây giờ tụi nó nheo nhóc bây giờ cứ thực sự mà bắt tụi nó đi bán giấy số như vậy hoài đó, anh thấy cũng không phải là cách đâu. Ít ra nó cũng phải có một cái chữ cái nghĩa để sau này cuộc đời tụi nó bớt khổ. Giờ cha mẹ nó mất hết trơn rồi, em ở Úc của nó bây giờ mẹ em cũng mất nữa, mà em là hai đứa con nữa, nếu mà em thương tụi nó em nên nó gắng cố gắng làm sao. Giờ ba em thì không có gành cái ba cái thủ tục thì mình mới lan gắng lên trên ủy ban xin giấy tờ. Không biết làm
biết chữ lấy gì làm. Không biết chữ luôn hả? Nó không biết chữ lấy gì làm. Rồi bây giờ nếu mà em để nhì rồi em nghĩ làm sao? Giờ nguyên gia đình là năm đứa nhỏ nè, em nè, giờ hai đứa con em, chồng em, giờ ông nội nữa, chín người không làm gì hết, thì bây giờ ăn bằng cái gì, sống bằng cái gì? Anh nhớ không làm ở kỳ đó anh về đây là tới hôm nay cũng gần 6 tháng rồi, 5-6 tháng rồi nhờ, đúng không vừa qua? Ở hôm nay tụi nó đen đúa hết trơn, bệnh hoạn tùm lum hết trơn, ấy mà đứt ruột luôn vậy đó. Mình phải suy nghĩ làm sao cho nó thoáng để làm chi, giúp cho mấy đứa nhỏ này nó có nơi ăn học. Kỳ đó anh đã nói rồi, nếu mà đồng ý anh đưa nhà trường ta về đây, hiệu trưởng nhà trường ta về đây, ta gặp chính quyền, ủy ban để người ta ký giấy với gia đình mình, anh gửi cho năm đứa nhỏ nó vô, trong đó người ta nuôi ăn học, có chỗ nuôi dạy ăn học tới thành tài nên người, thì cho nó sau này nó học chừng vài năm nó giỏi, nó về nhà nó giúp gia đình một tay một chân cũng được, chứ bây giờ giữ như vậy hoài làm sao mà nó sống đây. Bây giờ bệnh hoạn tới nè, đâu phải cách đâu, mà trong cái đó em còn hai đứa con của em nữa, em phải chăm cho nó nữa, giờ năm đứa này nữa. Tụi con có hiểu ý bác Sang không? Bác Sang muốn để cho tụi con đi vô chỗ có ăn học đàng hoàng, có người ta nuôi dạy đàng hoàng, thầy cô giáo nuôi dạy đàng hoàng, chứ không phải đưa tụi con đi đâu, mà đưa tụi con lên chỗ mà trường học như vậy á, đưa tụi con lên cái chỗ trường học như vậy á, có thầy cô giáo dạy, Út con cũng lên thăm được, ông nội con cũng lên thăm được, tụi con ví dụ 1 tháng 2 tháng tụi con cũng thích về nhà chơi, người ta cũng chở về nhà chơi. Chứ bây giờ tụi con ở dưới này hoài, bác Sang thấy là bây giờ kiểu như vậy hoài kéo dài là tụi con khổ chết luôn á. Bây giờ hôm nay á, anh quay lại 5 tháng anh quay lại, má em mất rồi đúng không? Mất được mấy tháng rồi? Được 3 tháng mấy rồi đúng không? Bây giờ anh cho hai gia đình em với lại ông nội suy nghĩ lần cuối đi. Nếu mà được qua Tết anh quay về, anh coi cái vấn đề thủ tục giấy tờ, anh đưa nhà trường ta về đây, rồi nhà trường với lại phối hợp với lại bên ủy ban vô đây người ta làm việc, mình gỡ con gỡ cháu mình đi, nó có được cái chỗ mà nương tựa, nó vững chắc sau này, chứ không phải đem cháu mà đem đi đâu mà bán. Ở đây có chính quyền, có địa phương đã làm chứng điều đó, cho nên mình phải gán làm sao mà mình thương con thương cháu, nhưng phải bấm lòng bấm bụng. Bây giờ mình vô trong cái thế đường cùng rồi, không làm gì ra để mà sống thì phải nhờ người khác, cầu cứu người khác để mà giúp con cháu mình. Chứ bây giờ cứ giữ năm đứa tụi nó ở nhà hoài mấy tháng nay, bây giờ anh hỏi em á, Mạnh Thường Quân người ta đâu vô nữa đâu, đúng không? Mấy tháng nay đâu ai mà người ta tới, người ta thăm, người ta giúp một lần, người ta làm tiền, ví dụ người ta có dư người ta mới tới, người ta giúp. Còn giờ người ta không có dư lấy gì, người ta tới, người ta giúp mình hoài vậy. Lâu lâu người ta nhớ, người ta có tấm lòng, người ta vô, người ta cho chút đỉnh thôi, chứ đâu phải mà người ta nuôi mình suốt cuộc đời đâu. Đó là tấm lòng của mỗi một Mạnh Thường Quân. Và đâm ra bây giờ mình phải suy nghĩ cái đường dài giúp cho tụi nhỏ. Mấy đứa con bác Sang nói á, ở đây bác Sang muốn giúp tụi con để có cái cuộc sống tốt. Thành thử giờ tụi con đừng có ngại, tụi con đừng có sợ cái điều gì hết. Kỳ đó bác Sang nói rồi, nếu tụi con đồng ý, bác Sang sẽ cho thuê xe 16 chỗ cả, chở cả gia đình tụi con với lại Út con, ông nội con đi lên tới trường luôn, để tham quan biết cái chỗ, rồi để mình đôi cho ông đó học. Rồi sau này về rồi bắt đầu mình đồng ý mà bắt đầu mới trở lên chảnh. Trong đó cũng bao nhiêu đứa trẻ giống như tụi con vậy á, người ta cũng có nhà khổ, nghèo nàn, người ta vô mồ côi, người ta vẫn sống tốt. Lên bây giờ con suy nghĩ làm sao con anh hai đó. Bác Sang cho tụi con một cái lần cuối để tụi con suy nghĩ. Chứ bây giờ tụi con ở về hoài ở nhà, con có muốn em con khổ không? Phú, con muốn em con khổ không? Mà bản thân con có muốn khổ nữa không? Cha mẹ mình đã khổ rồi, bây giờ gán làm sao để mà cho dìu dắt mấy đứa em mình nó để nó đừng có khổ nữa. Giờ em với lại ba em suy nghĩ lại đi. Nếu mà được qua Tết á, anh sẽ sắp xếp thời gian về đây anh làm việc với lại chính quyền, ủy ban ở đây nữa.
Anh nói cái chuyện á, cái vấn đề ở đây á, mình là người lớn, mình phải biết động viên cháu. Tại nó nhỏ nó không có biết là đương nhiên rồi. Đó. Nó nhỏ nó không biết là đương nhiên rồi đó. Đó nên mình ở đây người lớn, người thân trong gia đình mình phải biết động viên cho nó. Ông ấy nó nhỏ. Mình giải thích cho tụi nó hiểu. Sao con khóc Phú? Con phải mạnh dạn lên, con đừng có khóc. Con là cái đứa mà chăm lo hai đứa em gái của con nữa. Mấy nó uống thuốc chưa? Dạ. Mấy nó uống thuốc chưa? Uống rồi. Cho nó uống cái gì à, chú? Mua gì nói ra chợ, nói mua thuốc này kia cho nó, như nó ói rồi nó sốt vậy. Bây giờ bác Sang chở mấy đứa đi ra ngoài chợ, đi sắm đồ. Sắm đồ Tết, xong quay vô đây. Rồi tụi con cứ ở nhà, tụi con suy nghĩ kỹ. Nha, không có khóc. Suy nghĩ kỹ đi. Rồi nói Út điện cho chú ở bác Sang. Nếu mà đồng ý á thì nói bác Sang biết. Qua Tết bác Sang sắp xếp về đây, bác Sang đó liên hệ với nhà trường. Chứ con giờ năm nay con 12 tuổi rồi, nữa con lớn lên á, một hai vài năm nữa là con thành nó thiếu nữ rồi. Con phải tính cho em con rồi tính cho con nữa. Con biết không? Chứ không phải bây giờ đi bán với số như vậy, bây giờ có tiền đi chăng nữa, bây giờ con đi bán với số, con suốt một ngàn, con cuộc đời con đi bán với số như vậy được không? Không phải là bán số bất bên lắm, không phải là được an toàn đâu, bán khi... Bán rồi khi người bị ta giật giấy số nữa, rồi bữa lời bữa không lời nữa, rồi dư giấy số về đó là mình ôm giấy số nữa, lại đổ nợ nữa. Nay đen hơn kỳ trước anh vàng. Đứa nào cũng nói đen thui mà ốm luôn á. Ai gì qua? Nhổ giò nó cao. Ừ. Lúc trước còn bà nội, bây giờ bà nội mất rồi, rồi mấy này không có gì bán nữa không? Bao lâu rồi cần không? Không nói lớn bán sàn nha. Gần tháng nay không có đi bán nữa hả? Gần tháng nay không đi bán nữa, ở nhà làm gì con? Không làm gì hết hả? Rồi nhà con ăn mấy cử? Nhà ăn mấy cử? Nhà ăn hai cử hả? Cử sáng với là cử chiều hay là cử sáng cử trưa? Sáng buổi chiều. Sáng buổi chiều, cử trưa là không ăn, trưa nhịn hả? Hết sức luôn. Chú ơi, chú, con mời chú qua đây, con có mấy lời con nói chuyện chú. Chú ngồi đó lại luôn đi. Con hỏi thiệt chú, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 65 đúng không? Giờ chú đâu có làm gì nữa đúng không? Rồi con gái chú giờ cũng đi làm thuê, là mướn rửa chén bát cho người ta. Bây giờ nhà 9 người, 10 người chứ không phải là 9 người nữa, tính luôn chú là 10 người. Giờ không làm cái gì ra mà ăn, giờ sao sống nè chú? Quơ vào sống bài bài. Quơ vào được ngày nào hay ngày đó hả? Rồi tương lai của mấy đứa nhỏ này sao? Giờ chú có dự tính như thế nào không? Tôi cũng tính mà qua Tết cho mấy hai đứa này vô học. Ừ. Vô học ở đâu? Ở trường trên này. Đóng tiền học thì sao? Ăn uống hàng ngày nhìn xem như thế nào? Cái đó là cô ở dưới xã nói là cho mấy đứa này đi học mà tiền bạc này nọ thì cổ lo hết.
cái câu chuyện này con nghe là rất là lâu rồi, nhưng mà tới nay á là mấy đứa nhỏ vẫn còn cờ bơ cờ bắt. Mà lần trước con đã về đây con xác minh á, gần 2 tháng giờ trời, chú nhớ mà đúng không, 2 tháng trời con vòng vòng ở dưới này ha. Mà con cũng đã nói là con đưa cho tụi nó vô cái trung tâm giáo dưỡng đàng hoàng, người ta nuôi dạy cho tới nó lên người, người ta lo ăn học hết. Sao mình không tính tới cái đường đó, bây giờ mình trông chờ cái cô nào hứa. Mà tới hôm nay tụi nó vẫn còn gấp ăn bắp bên như vậy. Chú phải nghĩ đường xa thương cháu mình. Chứ bây giờ nếu mà chú giữ tụi nó ở nhà hoài á, bây giờ đau ốm bệnh tật, tiền ăn, tiền thuốc, tiền men hằng ngày, mình chạy đâu đây? Con nói chuyện với chú á, là kỳ đó con về đây con nói chuyện với chú, với lại lúc đó là vợ của chú là bà nội của mấy đứa nhỏ còn sống nữa. Đó, con nói mấy lần rồi, đưa vô trung tâm người ta có một cái quỹ lâu dài để người ta nuôi dạy cho tụi nó. Ngày hôm nay con về con nên chủ mục đích là con sẽ đi sắm đồ Tết cho tụi nó ha. Rồi bên cạnh đó con muốn hỏi lại chú với lại út của nó lần cuối. Bây giờ mình suy nghĩ cho thoáng đi để cho cháu mình nó có cái cuộc sống tốt. Chú thấy sao? Chú có đồng ý không? Nếu chú đồng ý thật sự là qua năm con quay lại con giúp cái chuyện này. Thì tôi cũng muốn cho nó đi học thì đó mà sau này mà nó có cái tương lai mà nó ra là làm cái gì cũng được. Nó ra nghề ra này con họ nó làm cũng được. Cháu mình nó đỡ khổ thì chú lương tâm chú cũng đỡ cắn rứt, chú cũng đỡ buồn. Con trai của chú đã mất rồi, để lại 5 đứa cháu nội, cháu dâu của con dâu của chú cũng mất rồi, để lại 5 đứa cháu nội này giờ nghèo khổ quá, mình phải cầu cứu người ta để giúp chứ không nên giữ ở nhà hoài. Có vấn đề của 5 đứa nhỏ anh sẽ nói chuyện với 5 đứa nhỏ, bây giờ quan trọng em với lại ba có mạnh dạn để quyết định để mà cho 5 tụi nó đi vô trung tâm giáo dưỡng để học không? Nếu mà ba em với lại em mà đồng ý, sang năm anh quay về đây lại. Cho đó, cho nó đi đó, nó đi đi. Đi học thì chú đồng ý không? Tôi bằng đêm bằng hôm có mà nếu mà mấy đứa này đi rồi có mình lên tôi nhà. Tôi bệnh hoạn hoài rồi mà bằng đêm mà. Chú bệnh hoạn giờ còn đứa con gái của chú không chứ không nó... lẽ bây giờ mấy đứa nhỏ này đi lo chú? Con nhỏ này nó đi về nhà chồng nó, bên chồng nó rồi nó đâu có ở đây. Tôi nói với chú vậy, nó ở bên chồng nó chứ đâu có. Nếu mà chú quyết định như vậy chú không để cho mấy đứa nhỏ đi thì tụi con cũng hết trách. Thật sự ra con thấy mấy đứa nhỏ rất là tội nghiệp mà chú à. Nếu có nơi nào cho ổng vô ở. Còn nếu mà bằng không, nếu mà chú sợ bệnh hoạn con xin cho chú vô trung tâm dưỡng lão ở bên Chợ Đỏ. Được đó anh ba. Vô chổng á, ăn uống người ta lo, giờ bệnh hoạn người ta cũng lo. Lâu con gái của chú nó ghé vô nó thăm. Mấy đứa này học nó lớn rồi nó về nó thăm. Chừng vài tháng nữa nhớ tụi nó trở về cho thăm. Rồi hoặc là chú cũng đích thân đi lên thăm mấy đứa này cũng được. Mình phải tìm cái phương hướng để mà giải thoát cho tụi nó chứ bây giờ kiểu này con nói thật với chú kéo dài hoài tụi nó cuộc đời tụi nó về đâu chú? Thấy đó là được đó anh ba. Anh muốn thì chú muốn thì con dắt chú vô trong trung tâm dưỡng lão. Còn riêng 5 đứa này con gửi vô trung tâm giáo dục nơi người ta nuôi dạy đàng hoàng. Đó chú cứ suy nghĩ đi, con nói thật mà lần này là lần cuối cùng con về đây mà để mà con giải thích với chú. Đã nói chuyện có không chị? Bây giờ á mấy đứa nè vô rửa tay hết trơn, đeo bác Sang đi ra ngoài chợ mua đồ rồi xong rồi về đây, rồi về đây á ngồi suy nghĩ cho kỹ thì kỹ ha, rồi á sau đó nói chuyện với ông nội với Út, rồi á vài bữa nữa điện bác Sang. Qua năm bác Sang quay lên.
đi ra ngoài mua đồ tết rồi sắm đồ đồ này kia nọ, rồi mua ba cái gạo rồi ba cái lương thực để dành rồi ăn nữa. Trong nhà còn gạo không? Lên con bước vô con coi coi gạo còn nhiều không? Phú còn nấu cơm không ấy, gạo còn nhiều không? Bữa nay có nấu cơm nấu giấc sáng không hả? Gạo con nấu con thấy gạo còn nhiều không? Hả? Thiệt tình á, đứt ruột luôn vậy đó. Đi vô rửa tay rửa chân mặt hết đi con. Rồi rồi đi với bác Sang với mấy cô ra ngoài chợ đi mua đồ rồi, rồi về đây ơi. Trong chợ còn